Em đây à? Làm anh hết cả hồn. Thế vẫn chưa đi ngủ à? Em ơi, hôm nay lâu ngày mới gặp lại bạn cũ, vui quá em ạ. Anh cứ làm như vợ chồng mình còn trẻ lắm ấy. Sao đi về phải lấy la lấy lút như thế? Cái gì? Sao em lại dùng cái từ lén la lén lút như thế? Là thế nào? Anh đi như vậy là vì sợ là mọi người đang ngủ, anh gây ra tiếng động thì mất ngủ chứ sao? Mới đầu thì em cũng không định dùng cái từ đấy đâu. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ anh đi về đấy, cái dáng đi của anh ấy, nó toát lên khí chất như thế, cho nên em không thể dùng từ khác được, hiểu chưa? Thì em thì giỏi lắm rồi. Tôi chịu. Anh đi như vậy ấy, là để nhớ cái thời trẻ trốn vợ đi uống rượu. Như thế nó mới khí chất, nó mới toát lên vẻ phấn khích, em hiểu không? Vâng, anh đi phấn với khích đi. Rồi để cho huyết áp với cả động mạch vành nó tăng vọt lên bất thường ấy. Lúc đấy thì tha hồ mà thích. Khổ lắm, cứ chỉ chiết như thế, hôm nay có uống đâu. Chả ai dám uống gì cả, chỉ toàn trò chuyện vui vẻ thôi. Ép uống bây giờ thì có cụ nào lăn quay ra thì to chuyện đấy chứ, cho nên không uống giọt nào cả. Toàn nói chuyện thôi. Tốt, biết chuyện được như thế là tốt rồi. Thế nhưng mà lần sau anh đi về muộn ấy, chỉ việc nói với em một câu thôi, thì cho người ta đỡ sốt ruột, người ta phải ngồi chờ thế này chứ. Rồi, rút kinh nghiệm sâu sắc nhé. Lên, ngủ. Tuân lệnh. Ôi giời, năm nay họp lớp vắng mất hai cậu em ạ. Sao thế anh? Một cậu thì bị ca, một cậu thì bị đột quỵ. Thế còn một cậu chứ, đang ăn liên hoan, tự nhiên huyết áp tăng vọt lên 200, thế phải đưa đi cấp cứu ở viện. Thế hả? Ừ, mà cái cậu ấy thì cũng buồn cười lắm, cứ nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe, còn thanh niên. Đấy, chủ quan lắm. Thôi, đấy, cái thời buổi nó thế đấy, bệnh tật không biết thế nào mà lần. Còn tí tuổi mà đầy rẫy những nguy cơ. Tí tuổi gì nữa ông ơi, hơn 50 gần 60 rồi đấy. Anh cứ làm như anh mới 30, 40 không bằng đấy. Nghĩ mình còn trẻ lắm, giống cái cậu huyết áp cao. À này, thế này, cái điện thoại đâu? Đây. Bố. Cái gì đây? Bố xem thế nào, bố giải quyết cho con vụ con lợn đi. Cái chuyện đấy để đến chiều bố con mình nói nhá. Đấy. Bố khất con bao nhiêu lần rồi đấy. Nào cũng chiều. Anh ơi. À. Trong tài khoản anh còn tiền không? Trả hộ em 2 triệu 3 cho cô Hải bán hoa quả với. Hết rồi em ạ. Có mấy triệu thôi mà không còn á? Ừ chứ trong tài khoản bây giờ chỉ còn vài trăm thôi, thì lấy đâu ra 2 triệu hơn mà để mà trả cô Hải ấy. Không còn em ạ, tiền giờ nó hiếm lắm. Không lẽ hơn 50 rồi lại còn định dở trò đấy. Ủa, hôm nay nóng nhỉ? À, thì đương nhiên, nhiệt độ cao như thế làm gì trời chả nóng. Ơ thế sao phụ bán hàng? Vắng khách quá à? Bên đây làm gì? Anh vừa mới hỏi rồi lại tự trả lời rồi đấy. Ôi thôi chết rồi. Đấy, bảo lên đây để gọi điện cho cái Hải lấy hoa quả mà lại quên điện thoại ở dưới nhà. Cho em mượn điện thoại cái nhìn lên. Lại cái Hải? Ơ, thì lấy hoa quả của nó không gọi nó mang vào tận nơi. Không có lẽ bây giờ em đi ra chợ để em chọn từng quả một à? Đây nhanh lên, không có khách bây giờ. Kìa. Thì em bảo em lên đây gọi điện thoại của em đâu. Thì đã bảo là vừa quên dưới nhà mà khổ quá, đưa đây nhanh lên. Quên dưới nhà lên đây gọi, chả hiểu kiểu gì. Có điện thoại mà mọi khi cũng có khó khăn thế đâu nào. Thế được rồi. Đây. Gấp, con. Ờ, à, sao lại khóa mã à? Thì để anh gọi cho. Thế
giờ tự dưng lại khóa mã. Thì về cái khóa mã vào chứ. Đây đây gọi. Ô, sao thế nhỉ? Sao? Ôi giời, sao không bật được rồi em ơi? Tại em ý. Nên cứ làm anh cuống ý. Bây giờ quá rồi, người ta khóa máy rồi, không mở được nữa này. Không mở được. Này, anh đang giấu giếm gì em đúng không? Anh vừa mới cầm điện thoại, anh còn nhắn tin nhoay nhoáy như thế, làm gì có chuyện là không mở được mã. Khổ quá, anh nói thật mà anh giấu giếm gì em đâu. Anh mà giấu được em, có cái chuyện gì anh giấu được nhỉ? Giấu rồi lộ luôn. Đúng rồi, anh khai rồi đấy. Xấu lộ quá. Rồi đang yên đang lành không bao giờ khóa mã, bây giờ lại dở trứng mà lại còn không mở được mã. Anh cố tình đúng không? Khổ lắm, anh nói thật mà. Chát chít với cô nào đúng không? Không, làm gì có chuyện ấy. Không có chuyện sao không mở được mã? Khổ quá, đã quả quên mật khẩu đi. Có giỏi thì mở đi. Cái thói đâu không tin chồng là sao nhỉ?